Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình đang trên đường Trường Chinh các bạn ơi. Buổi trưa hôm nay là cái trưa đầu tiên khi mà sau cái lệnh cấm của thành phố Hồ Chí Minh là tất cả các quán về gym, về cắt tóc, rồi ăn uống, vui chơi, spa đều phải đóng cửa hết. Thì trưa hôm nay mình đang đi ngoài đường phố đó các bạn, mình để mình quan sát xem là có cái gì nó thú vị, nó cần thiết để quay để cho các bạn nắm bắt tình hình về Sài Gòn trong cái thời điểm này. Thì mình đang đi trên đường Trường Chinh thì mình thấy cái bên kia kìa, có hai cô bán lê kima rồi bán búp sen các bạn ạ. Hai cô đang ăn trưa thì thấy cũng khá là vắng khách. Trong những ngày này thì mọi người hạn chế đi ra đường rất là nhiều, không biết là tình hình buôn bán của cô như thế nào. Mình tính là ghé qua mua ủng hộ mấy cô một xíu, đồng thời là quay clip gửi đến tất cả các bạn luôn. Nên là bây giờ mình sẽ quay lại nhé, mà mình đi qua rồi nhưng mà mình còn quay lại các bạn ơi. Mình thấy hai cô đó bán không có được, rồi đang ngồi ăn trưa nữa, nên là mình ghé và mình quay luôn. Đây, ngay ngã ba đường Nguyễn Hồng Đào và đường Trường Chinh nhé các bạn. Đấy, hai cô đang ngồi ăn trưa. Đấy các bạn ơi, cô thì cô đang ngồi ở đây này, bán sen rồi bán củ này là ngó sẽ củ sen hả cô? Củ sen. Củ sen này, rồi búp sen này, rồi hạt sen này, đặc biệt là có trái lê kima này các bạn này. Nhiều bạn hỏi là không biết là mua ở đâu nha. Rồi búp sen nữa. Cái này cái tim sen các bạn ạ. Tim sen này thì uống để chống mất ngủ các bạn. Mình cũng rất là hay uống cái trà tim sen này. Cái này bao nhiêu một bọc này cô? Một lạng 50. Cái này có tới một lạng không? Cái này có tới một lạng không cô? Hay là một lạng hay hai lạng đây? Một lạng. Một lạng à? Cô cho con cái bịch hai lạng đi. Cái này là cô làm mà cô phơi luôn hay là lấy lại của người ta? Cái này là lấy của mối. Lấy của mối. Còn cái này là cô bán tươi đó các bạn. Cô cho con hai lạng cái này đi. Con hay uống cái này lắm, tại còn trẻ nhưng mà hay mất ngủ. Còn trái lê kima này bán như nào cô? Trái này bán 1 kg 45. 1 kg 45. Này mình có hàng mình bán thường xuyên hay là lâu lâu mới có cô? Có thường xuyên. Thường xuyên luôn. Đấy các bạn nhìn này, rất là thơm luôn nha ha. Cái này là chín rồi á. 45 ngàn 1 kg. Để mình lấy vài trái xem. Cô bán cả mì, khoai mì nữa này. Đây. Cái này là chín chưa cô? Chín rồi. Có trái chín, trái chưa? Các bạn nào ở Sài Gòn mà muốn ăn cái trái này thì cứ tới đây lấy nha. Trái này thì không được ngon lắm. Để mình lựa trái nào. Có trái nào ngon có lựa con. Đây à. Trái nào ăn được liền chắc là mấy trái trong kia quá. Cái này chưa ăn được liền các bạn ạ. Mình mua về xíu nữa mình ăn thử để các bạn cùng xem luôn. Đây. Này là mình lấy miền Tây hay đâu cô? Miền Tây. Miền Tây. Đấy. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Trái này là hồi xưa ở quê mình cũng hay ăn lắm ạ. Đây. Khoai mì này bán như nào cô? 10 ngàn một bọc. Cô cho con một bọc khoai mì luôn đi. Khoai mì này mình có cả muối mè nữa hả cô? Đây. Để cô lấy muối mè đi. Đây này, muối mè này. Đây là khoai mì này, khoai lang này. Cô bán ở đây từ mấy giờ vậy cô? 5 giờ mấy. 5 giờ mấy sáng hả? 5 giờ mấy chiều. À. 8 giờ mấy. À rồi bán từ 8 giờ sáng đến 5 giờ mấy chiều đó các bạn. Mấy hôm nay thì corona mà người ít ra đường, cô bán có được không? Lai rai thật. Ủa cái này là cái gì ta? Thế cô đang gọt này. Cái này là củ năng. Dạ. Củ năng. À cái chè củ năng đây là cái này đấy ha. Củ năng các bạn ạ. Cô đang gọt này. Rồi. Này. Cái tim sen với thêm hai trái này đi. Cái này là ăn được liền này các bạn này. Đúng rồi. Này đấy ha. Dạ. Nãy thấy cô một cô ngồi chung với cô là không bán à, là đi mua ve chai. À, thấy hai cô ngồi tưởng là hai cô, một cô bán bên này, cô bán bên kia cơ. À bán nhãn. À cái bán nhãn mà hay bán ngoài này này đúng. À đặt xe đạp thì bán rồi. Của con là hết bao nhiêu cô? Cái này đấy không? Rồi cái này là 18 ngàn. 18.
là 28. 128 ngàn. Mình lấy cả cái bịch tim sen đó các bạn ạ. Bạn nào muốn ăn tim sen hay là hạt sen tươi hay là củ sen thì có thể qua đây nha. Đây này. Cái này bán búp hay là như thế nào cô? Cho con hai cái luôn đi. Mua ủng hộ cô mỗi thứ một xíu bạn. Tí nữa mình về mình bóc ăn luôn nha. Cái hôm nay mình sẽ ăn ở nhà. Đây. Đây là củ sen này các bạn này. Cái này dùng để các bạn nào nấu chè đó. Đấy. Lấy hết bao nhiêu cô? Cái này là 132. 132. Dạ dạ cảm ơn cô. Đấy. Nếu mà các bạn nào mà có đi ngang qua khu vực này thì ghé vào mua ủng hộ cô nha. Cô ngồi ngay ở số 365 đường Trường Chinh này, ngã ba đường Nguyễn Hồng Đào và đường Trường Chinh. Đó là ngã ba đường Nguyễn Hồng Đào đó bạn. Các bạn thấy là hôm nay là ngoài đường phố rất là vắng. Cảm giác như là ngày Tết vậy á, chứ không phải là ngày bình thường các bạn ạ. Quá vắng luôn. Nhưng mà cô bán đây thì cũng rất là ít khách. Bây giờ mình sẽ trả tiền và mình đem cái này về và mình cùng với tất cả các bạn thưởng thức xem là nó ngon như thế nào. À, các bạn ơi, bây giờ thì mình đã mang cái đồ lúc nãy mình mua ở trên đường Trường Chinh về các bạn. Bây giờ mình đã bỏ ra mâm rồi. Thì cái này là củ mì này các bạn này. Còn đây là trái lê kima. Ngoài Bắc mình gọi là cái quả trứng gà đó các bạn. Rất là thơm luôn. Còn cái này là cái búp sen. Đó. Này mình bóc ăn chơi các bạn ơi. Hoặc là mình bóc nấu chè cũng được. Nhưng ở đây mình mua có hai búp thì bóc ăn chơi thôi. Rồi. Còn đây là cái tim sen. Tim sen này mình mua 2 lạng. 100 ngàn. Thì mình mua về để pha trà uống thôi. Mình cũng hay bị mất ngủ. Nên là mình mua. Bây giờ mình sẽ bỏ cái muối mè với đường này các bạn. Ở đây mình ăn thử. Thấy cô đó bán cũng không có được các bạn ạ. Mấy ngày hôm nay... cái lượng khách của người ta giảm đi nhiều lắm. Tại vì mọi người đâu có ra đường mua đồ ăn mấy đâu. Người đi làm cũng ít. Rất là thơm nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem là nó như nào. Đây lấy miếng nhỏ đi. Mời tất cả các bạn nha. Củ mì đó các bạn. Khoai mì đó. Rồi. Mời các bạn nha. Khoai mì rất là bở các bạn. Thơm ngon, ngọt. Mình ăn trúng cái hạt mè nữa nó thơm lắm. Có xíu đường nữa. Ăn rất là ngon luôn. Cô bán từ 8 giờ sáng là bạn nào à? Nếu như mình có đi ngang đó, ngã ba đường Trường Chinh và đường Hồng Đào á, các bạn ghé và mua ủng hộ cô. Trong những ngày này thì mình nghĩ là nếu có điều kiện thì mọi người nên ủng hộ, mua ủng hộ các cô chú bán vé số, bán hàng rong. Tại vì người ta gặp khó khăn nhiều lắm các bạn ạ. Thêm một xíu mè nữa các bạn ạ. Rất là ngon nha các bạn. Trưa nay mình ăn cơm rồi á. Giờ mình ăn một xíu để các bạn cùng cảm nhận, cùng xem với mình thôi. Corona này mình cũng không có đi quay nhiều quán ăn thú vị để các bạn cùng theo dõi được. Nên là mình quay được cái gì thì mình cùng với tất cả các bạn xem và giải trí luôn. Trong những ngày khó khăn này. Rồi các bạn. Rồi móc cái bút sen các bạn coi nha. Còn là, không biết là các bạn nào từng bóc cái này ăn chưa. Đây. Đây. Để móc thử các bạn. Trong này nó còn có một lớp vỏ nữa. À. Củ mì rất là bở các bạn. Đấy. Các bạn để như này ăn luôn được. Hoặc là các bạn nấu chè cũng được. Tuy nhiên là bên trong nó có một cái gọi là cái tim sen. Để mình tách đôi cho các bạn xem. Cái này ăn luôn nhé các bạn. Rất là thơm. Đó, ăn luôn. Đây. Đây là cái tim sen này các bạn này.
cái xanh xanh như này. Đây mình lấy ra cho các bạn xem nhá, nó hơi nhỏ. Đây, đây là cái phần tim sen và nó có cái vị đắng nha các bạn. Và người ta nhặt cái hạt tim, cái tim sen này này ra để người ta làm cho cái gói trà này nè, trà tim sen. Thì cái này là tim sen 100% đó các bạn, không có pha thêm cái gì đâu. Uống rất là đắng nha các bạn. Mình cũng hay uống cái này để chữa bệnh mất ngủ. Mình mua nhiều lắm, đợt mình đi Đồng Tháp thì bạn nào có coi clip thì mình đã từng mua Đồng Tháp đó các bạn. Đây, cái này bỏ đó. Để mình bóc tiếp vài hạt này các bạn xem. Củ mì rất là ngon. Nhưng mà bạn nào thích ăn củ mì thì ghé qua chỗ này mua ủng hộ cô nhé các bạn. Chắc là bạn nào hay đi qua khu vực đấy thì đã thấy cô đó ngồi bán rồi. Ngày nào cũng ngồi đó mà. Đây. Đấy. Mình cũng rất là khâm phục mấy cô chú mà làm cái tim sen này các bạn. Tại vì các bạn thấy là nhặt bao nhiêu cái hạt sen để có được một cái bọc tim sen như thế này. Các bạn thấy là một cái như thế này. Còn phơi khô nữa nha. Rất là kỳ công luôn. Mà chỉ có 100 ngàn một bịch như vậy thôi. Và nó nguyên chất 100%. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái lê kima nha các bạn. Lê kima là quả trứng gà đó. Bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Đầu tiên mình giật cái vỏ này ra. Rất là thơm các bạn ơi. Phải đến 5-10 năm gì đấy. Trong khoảng 10 năm nay hình như là mình chưa ăn các bạn. Rất là thơm luôn. Mình cứ bóc vỏ này này. Có nhiều người bạn của mình các bạn, họ đăng lên Facebook đó. Họ ở Sài Gòn các bạn. Họ đăng lên Facebook, họ hỏi là có ở đâu bán cái trái này không, họ thèm quá mà không biết chỗ mua. Thì đó là cái lý do đầu tiên mà mình ghé vào cái chỗ cô đó hôm ngày hôm nay. Đầu tiên là mình nghĩ là quay giới thiệu cái chỗ Lê Kima này để bạn nào có nhu cầu mua, tại vì Sài Gòn bán cũng không nhiều đâu. Thứ hai nữa là mình cũng muốn chia sẻ cái địa điểm đó để các bạn nếu như có thời gian thì ghé vào mua ủng hộ người dân bán hàng rong trong những ngày này. Rất là khó khăn luôn. Rất là dễ bóc nha các bạn. Và cái trái này rất là thơm. Nhiều chị em thích ăn quả này lắm các bạn. Đấy. Các bạn nhìn ngon chưa? Đấy các bạn thấy này. Các bạn thấy chưa? Bóc vỏ ra nó được một cái trái lê kima rất là đẹp mắt. Trái này thì thực tế là cũng rất là ít người biết ăn các bạn ạ. Đa số là người ở quê thôi. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn nha. Mình sẽ bóc bẻ đôi để các bạn thấy luôn. Các bạn thấy chưa? Trong bên trong nó có hạt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để một nửa đây. Rất là thơm các bạn ơi. Thèm quá. Mời các bạn ăn thử nha. Cái trái này các bạn này, mình nghĩ cái vị của nó khi chín nó không thua kém bất kỳ một cái loại quả quả nào trên thị trường này. Tức là về cái độ ngon các bạn, nó ngon. Tuy là trái cây nhà quê nhưng mà cái vị của nó cũng rất là cao cấp chứ không phải là vị nhà quê đâu các bạn. Tức là không phải là vị trái cây rẻ tiền đâu. Không biết là các bạn có hiểu ý mình nói hay không. Tuy nhiên là các bạn ăn thử các bạn sẽ biết. Nhưng mà mình lưu ý là các bạn nào muốn ăn cái trái lê kima này thì hãy chọn cái quả chín thật là mềm. Thì quả đó là quả rất là ngon, rất là béo. Nó như bơ các bạn. Nó béo như bơ luôn. Và còn thơm nữa. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi.
mà trái này ăn cũng nhanh ngán nha, tại vì nó béo, nó ngọt. Cũng có rất nhiều xơ các bạn ạ. Các cái sợi xơ nó kéo dài theo cái trái. Và đây là cái hạt của nó. Rồi. Hạt của nó bên trong màu đen nha các bạn, đây nè. Đen bóng không? Đây, các bạn thấy chưa? Ủa, ăn béo như bơ các bạn. Đấy. Hạt rất là đẹp luôn các bạn. Cái hạt này không biết là mình có làm để trang trí cái gì được không? Bạn là khéo tay thì có thể tận dụng để trang trí được nhé bạn. Tại vì cái hạt này nó rất là bền. Dùng mà mình để mình trang trí không sợ nó bị hư, bị móp, bị méo đâu. Mình ăn một nửa miếng nữa các bạn. Đây. Các bạn thấy là nó có những cái sợi sơ này. Các bạn nào đang xem clip này mà chưa bao giờ được ăn, chưa bao giờ được thấy hoặc là chưa bao giờ biết cái trái này không? Trái này thì gắn liền với chị Võ Thị Sáu vùng đất đỏ của Bà Rịa Vũng Tàu đó các bạn. Mùa hoa Lê Kim Ma nở là trái này đó các bạn. Biết chị Võ Thị Sáu thì sẽ biết trái Lê Kim Ma này. Mình nghĩ là chắc là có không có ai mà không biết chị Võ Thị Sáu ha. Thì hôm nay mình vừa mới cùng với tất cả các bạn thưởng thức xong một cái món ăn dân dã, 2-3 món. Đầu tiên là trái Lê Kim Ma này. Đó. Thứ hai là cái món khoai mì hấp nước cốt dừa ăn với mè. Thứ ba là cái món tim sen. Thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Trong những ngày này thì mọi người phải cùng nhau cố gắng thôi. Mình cũng rất là bối rối, rất là đắn đo và suy nghĩ về cái việc mà làm những video hay và ý nghĩa hơn cho các bạn. Tuy nhiên trong cái thời điểm này thì mình cũng không đi đâu được các bạn ạ. Mình chỉ quanh quẩn Sài Gòn thôi. Không dám di chuyển nhiều, cũng không được di chuyển nhiều. Nên là mình sẽ cố gắng quay những cái video nó thật, nó chân thật nhất, nó gần gũi nhất ở đường phố Sài Gòn, cuộc sống Sài Gòn trong cái thời điểm dịch bệnh này để tất cả các bạn cùng theo dõi luôn. Hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mình sẽ luôn cố gắng vì tất cả các bạn, cũng như là rất là mong các bạn sẽ luôn ủng hộ đồng hành cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.